Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng là Pro Protocol nhận 10 tốc cần có ký hiệu BCP. Chương trình này gấp này gấp 2 các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video và bấm Start Chatbot. Rồi các bạn bấm Continue đưa qua gấp sáng các bạn. 91/93. Con bot này chắc ai gấp 6 không? Ok, chắc vậy. Con bot này là trên ngồi gấp 6 nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group nè, bắt đáp lại. Rồi các bạn chọn tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi tiếp tục follow tại Twitter và Binbot nè. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nè. Cầu tre lắc lẻo khó đi em gái ơi giúp tôi quăng đồ. Rồi bạn tweet lên các bạn. Protocol đáp xin của Minecraft này nhập vào gì ta? Cái này không cần các bạn, bấm đòn nha bạn. Rồi không có xin kênh seller các bạn bấm đòn nha bạn. Rồi tiếp tục của mình nếu xin em tại Twitter các bạn nè. Bên sông mong người em. Rồi các bạn xem tiếp kênh seller các bạn thì gọi gấp 6 gọi gàng bấm đòn. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ với ETH LC20 trên YouTube Collect các bạn. Chỗ này trả dành ta nghe thay đêm ta ETH hay ETH cái gì cũng được hết. Rồi các bạn sẽ nhận được 10 tập cần có cái hiệu là BCB nè. Còn này gấu 2 các bạn. Qua việc đăng ghép chia sẻ trong bè những người thân đứng hít tập cần balance cập nhật sau 6 giờ số ghép các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.